Xin chào tất cả mọi người, chào mọi người đã đến với cái video ngày hôm nay Thì hôm nay là một ngày mà chúng ta có rất là nhiều những cái thông tin cần phải ngồi cùng nhau chia sẻ và phân tích Thế nên là trong ngày hôm nay mình sẽ đăng tải tới 3 video và mỗi một cái video sẽ có những cái nội dung khác nhau Thì ở trong cái video thứ nhất thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái thông tin Đó là cái sàn giao dịch uh, Hobi và OKX mới đưa ra một cái thông báo Đó là họ đang tìm cách để mà rút lui khỏi cái thị trường Trung Quốc và Vậy thì thực hư cái chuyện này nó là như thế nào và nó đã tác động đến thị trường ra sao thì mình sẽ chia sẻ trong cái video phần thứ nhất. Còn ở trong video phần 2 thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cái diễn biến mới nhất ở trên trạc đồ thị của bitcoin và mình nghĩ rằng đây sẽ là cái điều mà các bạn rất là quan tâm. Những cái vùng giá quan trọng của bitcoin là bao nhiêu và chúng ta nên làm gì với bitcoin và với altcoin ở cái thời điểm hiện tại đúng không? thì các bạn hãy theo dõi phần 2 của video để có thể có được những thông tin này và phần 3 thì mình sẽ cập nhật cho các bạn những cái thông tin liên quan đến trạc đồ thị của eth và một số những cái altcoin mà các bạn quan tâm. À, trước khi đến với cái nội dung chính của cái video ngày hôm nay thì với các bạn nào mà đang giao dịch uh, Mergin thì các bạn có thể tham khảo cái nhóm telegram của kênh của chúng ta. Thì mình có một cái nhóm telegram chuyên sâu về tín hiệu và phân tích kỹ thuật. Thì bạn nào mà cần cái sự hỗ trợ thì các bạn có thể để lại cái thông tin ở cái phần form đăng ký ở bên dưới và sau đó thì sẽ có admin add các bạn ở trong cái nhóm này. Ngoài ra thì nếu như các bạn chưa có tài khoản giao dịch binance thì các bạn có thể đăng ký bằng cái đường link ở bên dưới để được hưởng cái mức giảm phí giao dịch 10% và đây là cái mức giảm phí chọn đời còn nếu các bạn đang giao dịch với cả cái volume lớn thì các bạn có thể nhắn tin trực tiếp cho mình để mà có thể có được cái ưu đãi còn tốt hơn à, quay trở lại với cả cái video ngày hôm nay thì cái điều đầu tiên mà mình muốn cập nhật cho các bạn đó là chúng ta hãy nhìn vào cái chỉ số gọi là fear and greed hay còn gọi là chỉ số tham lam và sợ hãi thì hiện tại các bạn có thể thấy là tâm lý của thị trường đang ở mức rất hoảng loạn À, màu đỏ bây giờ đang là một cái màu đỏ đậm hơn rất nhiều so với hai ngày hôm trước Và có những cái thời điểm mà mức điểm này đã giảm xuống mức dưới 10 Đây là thực sự là một cái mức uh, thấp điểm thấp nhất trong vòng 1 năm trở lại đây Và rất hiếm khi chúng ta thấy tâm lý của thị trường trở nên hoảng loạn như ở cái thời điểm hiện tại à, Trong khi trước đây hai tuần, các có thể thấy là mọi người có đang rất tự tin về cái sự tăng trưởng, có đang rất phô mô À, mọi người các hội nhóm hô hào nhau mua coi này coi nọ không? kể cả giới nghệ sĩ việt nam cũng đăng đàn lên facebook của họ về cái vấn đề crypto về mua coi và mình còn nhớ là cái thời điểm cái cách đây hai tuần mình cũng có một cái làm một cái video ngược với xương chung mà mình đã cảnh báo cho mọi người là nên ao một phần vốn ra khỏi thị trường và thực sự là khi mà đăng tải cái video này lên thì cũng có rất là nhiều bạn chỉ trích cái ý kiến của mình cho rằng là mình không biết gì về thị trường và làm lỡ cái cơ hội đầu tư của họ làm ảnh hưởng tâm lý đầu tư của họ đó, thì các bạn có thể thấy là chỉ sau 2 tuần thôi thì mọi thứ nó đã uh, thay đổi rất là nhanh và bây giờ trên mạng xã hội thì mọi người đã bắt đầu tránh né và không còn bàn tán xôn xao về về bitcoin về coin nữa thậm chí còn đang đang có rất là nhiều người đang lo lắng và hoảng loạn và cái hành động của họ chính là bán tháo ra khỏi thị trường đó thì ngay cả những cái người mà có cái tầm ảnh hưởng lớn đối với thị trường crypto ở thời điểm hiện tại như là Elon Musk cũng đã lên tiếng ủng hộ về Bitcoin để mà gọi là cứu vãn được cứu cứu vãn cái tình hình. Tuy nhiên thì bây giờ thì thị trường có vẻ như là đã bắt đầu có miễn dịch với cả những cái dòng tweet của cái vị tỷ phú này. Giống như lời mà của Vitalik Buterin đã nói trong cái buổi phỏng vấn mới nhất, thì ông à, thì anh cho rằng là đối với Elon Musk ấy, là một trong những cái tỷ phú tốc đầu thế giới sở hữu đến hai công ty tỷ đô là SpaceX và Tesla thì dĩ nhiên là ông có thể gây bão đối với thị trường crypto và cái chuyện mà Elon Musk ủng hộ đồng Dogecoin khiến cho giá của đồng coin này tăng trưởng mạnh là một điều à, thực ra nó cũng không phải là một hành động cố tình hay là ác ý gì cả. Tuy nhiên thì Vitalik cũng tin rằng là thị trường sẽ nhận được cái bài học sau cái đợt sụt giảm vừa rồi và Elon Musk sẽ khó mà có thể tạo được một cái ảnh hưởng lớn tương tự như trong quá khứ trong tương lai nữa khi mà các nhà đầu tư họ đã bắt đầu à, nhận ra sự thật và họ sẽ không đầu tư cái số tiền của mình một cách mù quáng như trước nữa. Đó. thì uh, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật một số những cái uh, tình hình liên quan đến cái việc là hai cái sản giao dịch Hobi và OKX đã bắt đầu có những cái động thái hạn chế những cái nhà đầu tư đến từ Trung Quốc. thì Hobi mới đây đã hạn chế những cái giao dịch phái sinh đối với cả các trader của Trung Quốc và đây là quốc gia duy nhất bị đưa vào danh sách hạn chế của Hobi thì các trader của các quốc gia khác thì vẫn có thể trade phái sinh một cách bình thường và đây có thể coi là một trong những cái hành động đáng chú ý đầu tiên sau khi mà chính phủ Trung Quốc đã tuyên bố là thắt chặt và hạn chế người dân tham gia vào thị trường crypto và mình nghĩ rằng đây cũng không phải là cái điều mà sàn Hobby mong muốn bởi vì trade phái sinh là một trong những phần đặc biệt quan trọng đối với các sàn crypto và có thể nói là doanh thu đến từ phái sinh là rất là là lớn hơn rất là nhiều so với doanh thu của uh, trade sport bình thường. Uh, và có thể hobby đã bị hạn chế uh, giao dịch do là lo ngại những cái quy định mới của chính phủ Trung Quốc có thể làm ảnh hưởng đến sản giao dịch này. Uh, bên cạnh đó thì Hobby Pool, một trong những cái pool đào lớn nhất thế giới do Hobby sở hữu cũng đã uh, dừng hỗ trợ những cái thợ đào đến từ Trung Quốc với cái lý do là để tập trung uh, mở rộng thị trường nước ngoài. Đây là một trong những cái động thái gọi là chấp hành những cái phát ngôn mới nhất của chính phủ Trung Quốc liên quan đến cái việc là đào Bitcoin trong cái cuộc họp gần đây ngoài Huobi ra thì cũng có một cái sàn khác đó sàn OKX cũng đã ngừng do cho phép các trader Trung Quốc giao dịch với cả đồng OKB đây là cái đồng coin của cái sàn giao dịch này và cả hai sàn Hobi và OKX trước đây đều được thành lập tại Trung Quốc. Tuy nhiên thì họ đã phải rời khỏi quốc gia này vào năm 2017 do lệnh cấm các sàn crypto hoạt động của chính phủ à, nước này được ban hành trong năm đó. À, tuy nhiên thì cái lượng mà số lượng người người dùng, số lượng trader của hai sàn này đa phần là khách hàng đến từ Trung Quốc. Do đó thì những cái thông tin về cái việc Trung Quốc siết chặt tiền điện tử thì đây cũng là những cái sàn dịch có cái động thái sớm nhất và liên tiếp những cái tin không tốt liên quan tới Trung Quốc trong mấy ngày gần đây đã khiến cho những cái nhà đầu tư mới bước vào thị trường có vẻ như đang rất là mất niềm tin đối với cả thị trường crypto và với bản thân các sàn giao dịch như là Hobi hay OKX họ cũng không có những cái tuyên bố rõ ràng làm cho mọi người càng thêm lo lắng hơn đó và hiện tại thì thị trường đang rất là lo ngại à, các thợ đào của trung quốc có thể bán tháo cái số lượng bitcoin mà họ đã đào trong cái thời gian vừa qua khi mà à, chính phủ nước này ban hành những cái quy, quy định mới à, tuy nhiên thì đối với mình ý, thì những cái thông tin như thế này nó chỉ uh, có thể là nó ảnh hưởng đến thị trường trong uh, ngắn hạn và nó có thể là nó hợp thức hóa cái việc uh, giảm giá của thị trường trong cái thời gian vừa rồi thôi và kể cả cái việc mà các cái thợ đào họ bán hết cái bitcoin thì chắc chắn là điều này nó cũng thực sự là nó cũng không ảnh hưởng gì đến lâu dài về cái cái quá trình phát triển của bitcoin cả nhất là khi mà cái tỷ lệ hash rate của bitcoin đã có cái sự thay đổi và đã bớt phụ thuộc vào các thợ đào trung quốc hơn trước đây rất là nhiều và đây là mình nghĩ rằng là cái điều thực sự là nó cũng có lợi hơn là về có hại cho à, về về mặt lâu dài đó. thì uh, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi một số những cái tình hình on-chain của bitcoin ở cái thời điểm hiện tại xem là uh, những cái thông số đang cho chúng ta thấy cái điều gì thì nếu mà chúng ta nhìn vào cái trạc inflow and outflow thì cái số lượng bitcoin đi vào và đi ra khỏi các sàn dịch đều có xu hướng sụt giảm so với cả ngày 19 tháng 5 kéo theo đó là cái lượng bitcoin được lưu trữ trên các sàn exchange cũng đã bắt đầu ít đi những cái dữ liệu trên thì cho thấy là cái nhịp điệu của thị trường đang chậm lại và cái áp lực mua bán của thị trường cũng không còn nhiều những cái ngày hôm trước. Tuy nhiên thì số lượng bitcoin ở trên sàn thời điểm hiện tại vẫn còn đang rất là lớn. Vậy là là một cái điều thực sự là nó không tốt cho cho giá của bitcoin. Nhìn chung thì thị trường trong thời gian tới hoàn toàn có thể tiếp tục điều chỉnh. Tuy nhiên thì có thể cái sự điều chỉnh này nó sẽ có nó sẽ không không mạnh và nó không tụt nhanh như là cái thời điểm cách đây chúng ta chứng kiến vài hôm nữa. Đó. Khi mà nghiên cứu những cái dữ liệu on-chain thì mình cũng có đọc một cái bài phân tích của một cái nhà phân tích có tên là Will thì mình cảm thấy là cái bài này khá là thú vị và mình muốn chia sẻ cái cái bài phân tích này cho mọi người. Như mình đã chia sẻ ở trong cái video trước thì trong những cái ngày vừa rồi thì các cái holder ngắn hạn là những cái người đã bán ra và khiến cho thị trường tụt giảm đúng không ạ? Cụ thể là họ đã bán ra bao nhiêu và những cái cá voi thì đã thu mua được ở những cái mức giá nào thì cái bài phân tích của chuyên gia phân tích này sẽ cho chúng ta biết cụ thể hơn cái thông tin này. À, đầu tiên thì chúng ta sẽ nhìn vào cái thông tin spend output Hban. À, cho cái thông tin này thì cho chúng ta thấy là cái nhóm đối tượng bán Bitcoin nhiều nhất trong những cái ngày vừa qua đó chính là từ những cái ví lưu trữ ngắn hạn từ một tuần cho tới một tháng. Nhóm này đã chịu mức lỗ từ 20 cho đến 60%. À thế nhưng thì những cái người bán Bitcoin nhiều nhất lại không phải những nhà đầu tư nhỏ lẻ mà lại là một nhóm cá mập lớn ở trên thị trường nắm giữ tới 100.000 Bitcoin. À, khoảng 11.000 Bitcoin đã được bán ra vào ngày 18 tháng 5. Giải thích cho cái nhịp giảm giá thứ hai của Bitcoin trong mấy ngày vừa qua kèm theo là cái khối lượng uh, cái lệnh long bị uh, liquid rất là lớn. Ngược lại, khi mà các cá mập này bán xả thì lại là cơ hội cho những cá mập khác tiếp tục tích lũy thêm Bitcoin. Theo đó thì có một nhóm cá mập đã nắm giữ khoảng 10 đến 100.000 Bitcoin là những người đã thu mua rất nhiều Bitcoin vào thời điểm ngày 18 tháng 5. Nhóm này đã mua tổng cộng 122.588 Bitcoin vào hôm thứ tư tuần trước. À, đáng điều đáng chú ý là phần lớn các cá mập này đều đến từ phía tây của nước Mỹ. À, nhóm này thì đã thu mua số lượng rất là lớn Bitcoin từ sàn giao dịch Coinbase với cái mức giá chênh lệch tới 3.000 đô so với cả những cái sàn giao dịch khác. Và Will cho uh, Will cũng đã xem xét về cái mức độ phân phối cái khối lượng Bitcoin trước khi mà có cái sự điều chỉnh. Thì nếu mà chúng ta nhìn vào cái chỉ số price distribution thì chỉ số này cho chúng ta biết là cái mức giá nào mà Bitcoin đã được mua bán và bán nhiều nhất thì hiện tại cái volume giao dịch ở cái vùng giá 40.000 đến 60.000 là rất là lớn đặc biệt là khoảng từ 53 đến cho đến 58.000 và chúng ta thấy là có khoảng 25% Bitcoin được giao dịch trên cái mức giá 40.000 đô so sánh với cả biểu đồ vào những năm 2013 và 2017 chúng ta có thể thấy là những cái mức giá phía bên phải là rất thấp so với cả bên trái của màn hình tức là theo Will thì mức 40.000 đô vẫn chỉ là cái mức giá tích lũy ở giữa cái đợt tăng trưởng mà thôi và cái chu kỳ bung run theo ông thì vẫn chưa kết thúc thì tất nhiên đây chỉ là cái quan điểm cá nhân của Will dựa trên những cái dữ liệu on chain mà thôi và mình muốn uh, uh, chia sẻ những cái thông tin này để các bạn có thể có được cái nhìn nó chuẩn xác hơn về, về cái đợt uh, sụt giảm uh, vừa rồi và uh, do ai làm ra và cụ thể là họ đã uh, khi mà có khối lượng lớn bán ai là người đã, đã mua vào đúng không ạ còn về cái việc mà nhận định về giá cả thì chúng ta nếu mà chúng ta dùng cái dữ liệu on chain không thì nó thực sự là nó không đủ chúng ta cần phải kết hợp thêm những cái phân tích kỹ thuật khác thì ở trong cái phần 2 của video mình sẽ chia sẻ kỹ hơn cho mọi người những cái diễn biến mới nhất ở trên trạc đô thị của Bitcoin mà mọi người sẽ cần phải chú ý đúng không ạ?